chương trình vào buổi kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, một ngày 20 tháng 10 1930, 20 tháng 10 2022 được bắt đầu. Và 92 năm ngày Phụ nữ Việt Nam được sự đồng ý của Ban Chi ủy thôn Đông Triều. Hôm nay Chi hội Phụ nữ thôn Đông Triều tổ chức sinh hoạt 20 tháng 10 92 năm ngày Phụ nữ Việt Nam. Về dự và chỉ đạo hôm nay về phía xã có bà Vũ Thị Hải Yến, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, đề nghị hội nghị chào mừng. Về phía thôn có ông Bùi Xuân Điều, trưởng thôn Đông Triều, bí thư chi bộ thôn cùng các trưởng các ban ngành đoàn thể đề nghị hội nghị nhiệt. Về dự hôm nay còn có đông đủ các bà các chị là hội viên phụ nữ của chi hội cũng có mặt đông đủ, đề nghị hội nghị nhiệt liệt hoan nghênh. Sau đây tôi xin thông qua chương trình làm việc. 1. Văn nghệ chào mừng. 2. Giới thiệu đại biểu. 3. Tặng hoa. 4. Chi hội lên đọc tài liệu sinh hoạt hội viên và báo cáo kết quả thực hiện phong trào của chi hội một năm qua, phương hướng và nhiệm vụ năm tới. 5. Phát biểu của lãnh đạo. 6. Đáp từ và kết thúc hội nghị. Vâng. Rất vinh dự cho chi hội ta hôm nay, đồng chí Vũ Hải Yến, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Liên Phương về dự và chỉ đạo, đồng chí có bó hoa tươi thắm lên chúc mừng hội nghị. Xin kính mời đồng chí Vũ Thị Hạ Yến lên tặng hoa. Xin mời chị Hoàng Thị Ca, chi hội trưởng.
Xin cảm ơn. Để giới thiệu chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu chị Hoàng Thị Ca, chi hội trưởng phụ nữ Xen Lên ôn lại truyền thống Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20 tháng 10 2022. Xin kính mời chị ạ. Đồng minh phụ nữ hội hiệp, hội phụ nữ giải phóng và hình thành nhiều nhóm phụ nữ. Năm 1927, nhóm chị Nguyễn Thị Lưu, Nguyễn Thị Minh Nã, Nguyễn Thị Thủy là ba chị em ở làng Phật Tích, tỉnh Bắc Ninh tham gia thanh niên cách mạng, đồng chí hội. Các chị tuyên truyền xây dựng tổ học nghề, đăng tem gồm 30 chị vừa học nghề vừa học chữ. Nhóm chị Thái Thị Bôi có các chị Lê Trung Nương, Nguyễn Thị Hồng, Huỳnh Thiên tham gia sinh hoạt ở trường nữ học Đồng Khánh. Năm 1928, nhóm chị Nguyễn Thị Minh Khai cùng chị Nguyễn Thị Phúc, Nguyễn Thị An tham gia hội sinh hội đỏ của Tân Việt. Nhóm này liên hệ với chị Sân, chị Thiêu, chị Nhuận, chị Liên thành lập tờ Phụ Nữ Giải Phóng ở Vinh. Năm 1930, thời kỳ Xô Viết nghệ tĩnh ở Nghệ An có 6.066 chị tham gia Phụ Nữ Giải Phóng. Ở Hà Tĩnh có 6.880 chị cùng quân dân đấu tranh giành chính quyền Xô Viết ở trên 200 xã Nghệ An và 172 xã Hà Tĩnh. 400 công nhân nhà máy Diêm, Bến Thủy, Bãi Công đòi tăng lương, giảm giờ làm, bỏ siêu, giảm thuế. Nhà máy có 90% nữ là công nhân. Ngày 1 tháng 5 năm 1930, đồng chí Nguyễn Thị Thập đã tham gia lãnh đạo cuộc đấu tranh của hơn 4.000 nông dân ở huyện Châu Thành và Mỹ Tho, trong đó có hàng ngàn phụ nữ tham gia. Ngày 13 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập. Trong cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã ghi nam nữ bình quyền. Đảng sớm nhận rõ phụ nữ là lực lượng quan trọng cách mạng và đề ra nhiệm vụ Đảng phải giải phóng phụ nữ gắn liền giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp với giải phóng phụ nữ. Đảng đặt ra phụ nữ phải tham gia các đoàn thể cách mạng, công hội, nông hội và thành lập tổ chức riêng cho phụ nữ để lôi cuốn các tầng lớp phụ nữ tham gia cách mạng. Chính vì vậy mà vào ngày 20 tháng 10 năm 1930, Hội Phụ Nữ chính thức được thành lập. Sự kiện lịch sử này nói lên quan điểm của Đảng ta đối với vai trò của người phụ nữ trong cách mạng, đối với tổ chức phụ nữ, đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc. Qua các thời kỳ cách mạng, có các tổ chức phụ nữ, Hội Phụ Nữ Giải Phóng 1930-1931, Hội Phụ Nữ Dân Chủ 1936-1939, Hội Phụ Nữ Phản Đế 1939-1941, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam 20 tháng 10-1946. Dù tên gọi có nhiều thay đổi cho phù hợp với từng giai đoạn cách mạng, nhưng trước sau vẫn là tổ chức kiên trung của Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam. Ngày 15 tháng 10 năm 2010, Ban Bí Thư ra thông báo số 382TB công nhận Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20 tháng 10 thể hiện sâu sắc quan điểm của Đảng đối với vai trò của người phụ nữ và tổ chức phụ nữ trong sự nghiệp cách mạng của đất nước. Văn bản nêu rõ, hàng năm nhân ngày Phụ Nữ Việt Nam, các tổ chức, đoàn thể và nhân dân có hình thức kỷ niệm phù hợp để phát huy truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, xứng đáng với 8 chữ vàng: anh hùng bất khuất, trung hậu đảm đang. Mà Bác Hồ đã tặng Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam tiếp tục thực hiện tốt chức năng chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ, đoàn kết tập hợp vận động phụ nữ phát huy vai trò thế mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Công tác phụ nữ của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và từng gia đình, các cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể, các tổ chức xã hội thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước liên quan đến phụ nữ và công tác cán bộ phụ nữ để phát huy tinh thần làm chủ, tiềm năng, sức sáng tạo và khả năng đóng góp cao nhất của phụ nữ, góp phần tạo nên sức mạnh đại đoàn kết dân tộc để phát triển đất nước. Vâng, tôi vừa mới thông qua sự ra đời của Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam. Ngay sau đây sẽ là bản báo cáo công tác hội và phương hướng nhiệm vụ của năm 2023. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các bà, các chị. Sau đây tôi xin
báo cáo tổng kết công tác hội một năm qua và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Một là kết quả thực hiện một năm qua, a là thuận lợi. Tình hình tư tưởng đời sống cán bộ hội viên và các tầng lớp phụ nữ của chi hội rất ổn định, đời sống an ninh chính trị được giữ vững, hội viên trong chi hội ngày càng tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của đảng, chính quyền và các cấp. Khó khăn về trình độ chị em còn nhiều hạn chế trong công tác hội, có đồng chí chưa nhiệt tình, trách nhiệm cao để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời nay. Hai là kết quả thực hiện phong trào thi đua, thực hiện nghị quyết của ban chấp hành hội liên hiệp phụ nữ xã Minh Phương, xây dựng chương trình hành động thực hiện mô hình tiết kiệm mỗi hội viên 5.000 đồng trên một tháng cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay để phát triển kinh tế gia đình. Đến nay đã thu được 21.120.000 đồng và cho một hội viên vay. Hội tăng cường công tác phát triển xây dựng hội nòng cốt, xây dựng quỹ tổ hội, công tác đào tạo nâng cao cán bộ từng bước đi lên chất lượng rõ rệt. Do vậy, công tác tập hợp thu hút hội viên phụ nữ tham gia sinh hoạt hội được tăng lên rõ rệt. Chi hội phụ nữ thường xuyên quan tâm tuyên truyền sâu rộng chị em phát huy truyền thống lá lành đùm lá rách, tự nguyện giúp nhau giống vốn kinh nghiệm sản xuất kinh doanh cho phụ nữ làm chủ để hỗ trợ phụ nữ tạo việc làm, thu nhập, phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo. Năm 2022 đã không còn hộ gia đình là hội viên phụ nữ nghèo. Chi hội đã khai thác nhận vốn từ ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Hưng Yên cho hội viên phụ nữ vay, tổng dư nợ đến vay là 2 tỷ đồng và tháng 10 sẽ phát triển tổng dư nợ lên là tới 250 tỷ đồng và cho 38 hộ vay là hội viên phụ nữ để phát triển kinh tế gia đình. Chi hội phụ nữ thường xuyên kết hợp với các đoàn thể trong thôn tham gia công tác vệ sinh môi trường. Thời gian qua, chi hội đã kết hợp cùng với bộ đội lao động phát quang dọn đường nhà ngõ xóm. Hội thường xuyên tuyên truyền các lớp, từng lớp hội phụ nữ giữ gìn vệ sinh đường nhà ngõ xóm, nêu cao ý thức vệ sinh nơi công cộng, vận động chị em tham gia vệ sinh môi trường, đảm bảo môi trường xanh sạch đẹp. Mô hình năm không bao sạch của hội phụ nữ thôn Lưu Chiểu thường xuyên hoạt động và thực hiện tốt các quy chế đã đề ra. Với sự phấn đấu của cán bộ hội viên, các tầng lớp phụ nữ trong chi hội đã thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra. Để có được kết quả đó là do sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của chi ủy, chi bộ, sự phối hợp chặt chẽ của các đoàn thể, sự ủng hộ đóng góp tích cực của cán bộ hội viên phụ nữ trong thôn. Do vậy, mọi hoạt động của chi hội đã đạt kết quả cao, góp phần cùng địa phương thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội trong năm qua. Ba là mục tiêu phương hướng nhiệm vụ công tác của hội năm 2023. Duy trì tổ chức vững mạnh, đoàn kết vận động các tầng lớp phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, thực hiện tốt các phong trào thi đua, xây dựng hình ảnh người phụ nữ tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang. Hai là diện phong trào thi đua, nâng cao chất lượng hiệu quả, tiếp tục duy trì phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, tăng cường khai thác, quản lý tốt nguồn vốn, tuyên truyền sâu rộng cuộc vận động xây dựng gia đình năm không ba sạch, tích cực cuộc vận động tuyên truyền góp hỗ trợ mái ấm tình thương, tuyên truyền kiến thức pháp luật có liên quan đến bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em, tiếp tục tham gia phong trào thể dục thể thao, bóng chuyền hơi và nhảy dân vũ, khiêu vũ để tăng cường sức khỏe cho chị em phụ nữ vào mục tiêu tháng 3 năm 2023. Nhà chi hội phụ nữ sẽ ra mắt được một câu lạc bộ ca múa nhạc, khiêu vũ thể thao. Vâng, trên đây là báo cáo kết quả hoạt động công tác hội và phong trào phụ nữ của chi hội phụ nữ thôn Đông Triều và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Kính mong ý kiến tham gia của các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể hội nghị để bản báo cáo được hoàn thiện hơn. Vâng, vừa qua tôi đã thông qua bản báo cáo tổng kết của một năm mà hội ta đã thực hiện được. Bây giờ tôi muốn bản báo cáo này được hoàn thiện hơn, xin một số ý kiến của các bà các chị cho ý kiến để đóng góp vào bản báo cáo này ạ. Có ai có ý kiến gì không ạ? Không. Dạ vâng, và không có ai ý kiến gì thì tôi cũng xin kết thúc bản báo cáo ở đây ạ. Vâng, và rất vinh dự cho hội ta hôm nay có đồng chí Yến là chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ xã đã về dự và chỉ đạo và xin trân trọng giới thiệu đồng chí Vũ Thị Hải Yến sẽ nên có ý kiến và chỉ đạo công tác hội năm 2023. Xin kính mời đồng chí ạ. Vâng, và rất vinh dự cho hội ta hôm nay có đồng chí Yến là chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ xã Linh Phương về dự có ý kiến để chỉ đạo cho hội ta và giao phương hướng nhiệm vụ cho chi hội năm 2023. Vâng, xin kính mời đồng chí Vũ Thị Yến nên có ý kiến phát biểu ạ.
Kính thưa đồng chí Trần Văn Miên, chi hội trưởng chi hội người cao tuổi, chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh. Kính thưa các bà, các mẹ, các chị về dự hội nghị. Trong không khí phấn khởi của các cấp hội, Liên hiệp Phụ nữ đang thi đua lập thành tích chào mừng 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2022. Hôm nay, chi hội Phụ nữ thôn Đông Triểu tổ chức hội nghị kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đồng thời tổng kết công tác hội của năm 2022. Tôi xin thay mặt Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã gửi tới các đại biểu khách quý, các bà, các mẹ, các chị lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc cho hội nghị thành công tốt đẹp. Kính thưa các đồng chí đại biểu, kính thưa các bà, các mẹ, các chị, phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ xã Liên Phương nói riêng, trong chiến tranh kiên cường bất khuất là hậu phương vững chắc cho tiền tuyến, cũng là người xông pha vào lửa đạn, giặc đến nhà đàn bà cũng đánh. Các thế hệ chúng ta luôn biết ơn những người mẹ Việt Nam đã cạn khô nước mắt bởi ba lần tiến con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ để cho các thế hệ chúng ta có được độc lập tự do như ngày hôm nay. Khi hòa bình lập lại thì những người phụ nữ Việt Nam với đức tính cần cù, sáng tạo, thông minh, chịu thương chịu khó đã vươn lên để làm chủ tri thức khoa học công nghệ, nhưng vẫn không quên cái thiên chức của mình. Trải qua những năm tháng thăng trầm, người phụ nữ Việt Nam luôn giữ vững và xứng đáng với 8 chữ vàng Bác Hồ trao tặng: anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Tại hội nghị hôm nay, tôi xin thay mặt các đồng chí Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Liên Phương nhiệm kỳ 2021-2026 xin được báo cáo lại kết quả của Đại hội xã Liên Phương lần thứ 25 nhiệm kỳ 2021-2026. Xin thưa với các vị đại biểu, thưa các bà, các mẹ, các chị, thì Đại hội đại biểu Phụ nữ xã Liên Phương nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào tháng 4 năm 2021. Nhưng do cái dịp đó thì cái dịch Covid diễn biến còn phức tạp nên không được phép tổ chức hội nghị đông người. Thì sau đại hội thì Hội Phụ nữ xã cũng chưa có dịp để các chi hội tổ chức hội nghị đông người để được báo cáo lại kết quả với các bà, các mẹ, các chị sau đại hội. Thì cái dịp này, cái dịch Covid nó mới lắng lại thì được phép của các cấp hội và lãnh đạo địa phương thì cho phép là Hội Phụ nữ xã chỉ đạo các chi hội để tổ chức tới toàn thể hội viên phụ nữ của chi hội kỷ niệm dịp 92 năm này. Thì tại hội nghị hôm nay cũng xin phép Ban Thường vụ hội được báo cáo lại với các vị đại biểu trong thôn và các bà, các mẹ, các chị cái kết quả của đại hội phụ nữ lần thứ 25 nhiệm kỳ 2021-2026 ạ. Thì báo cáo với toàn thể hội nghị thì đại hội đã thành công tốt đẹp và tại đại hội thì đã bầu ra 11 chị em trong ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã. Và sau cái hội nghị lần thứ nhất là hội nghị ban chấp hành thì đã bầu ra một đồng chí là chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã lần thứ 25 nhiệm kỳ 2021-2026 là tôi, Vũ Thị Hải Yến, và bầu ra một đồng chí là phó chủ tịch hội là đồng chí Bùi Thị Lền, và một đồng chí là ủy viên ban thường vụ là đồng chí Mai Thị Nhung là công chức tư pháp xã, là theo cơ cấu phân bổ của ngành do hướng dẫn của Trung ương hội về nhân sự ban thường vụ. Và sau đại hội thì ban chấp hành khóa 25 nhiệm kỳ 2021-2026 đã xây dựng cái quy chế làm việc và phân công cho từng đồng chí trong ban chấp hành, ban thường vụ để phụ trách các chi hội. Thì cụ thể là chi hội phụ nữ thôn Đông Phương chúng ta, xin lỗi, thôn Đông Triểu chúng ta, thì về thường vụ là đồng chí Bùi Thị Lền là phó chủ tịch hội là phụ trách chi hội Đông Triểu chúng ta, và ủy viên ban chấp hành phụ trách thì là đồng chí Ca, cũng là ủy viên ban chấp hành và là chi hội trưởng của chi hội phụ nữ thôn Đông Triểu nhiệm kỳ 2021-2026 và cũng là phụ trách mọi hoạt động của chi hội thôn Đông Triểu chúng ta. Và báo cáo với các đồng chí lãnh đạo thôn và các đồng chí trưởng các đoàn thể trong thôn thì nhiệm kỳ này chúng ta cũng lại, và các bà, các mẹ, các chị nắm được thì cái đại hội nhiệm kỳ này thì về cái cuộc hoạt động
vẫn là cái vận của hoạt động xây dựng gia đình năm không ba sạch. Tuy nhiên, để làm sao phù hợp với cái thời đại công nghệ thông tin thời buổi 4.0 này, thì cái nội hàm của cuộc vận động nó vẫn là xây dựng gia đình năm không ba sạch. Đó là cái 8 tiêu chí của cuộc vận động đấy ạ. Thì các bà các mẹ các chị đã nắm được rồi đấy ạ. Vâng. Nhưng đây cái trong cái tên của vận động này nó có thêm một câu từ, đó là xây dựng gia đình năm không ba sạch, góp phần để vun đắp giá trị gia đình Việt Nam. Đấy là cái tên của cuộc vận động của nhiệm kỳ này ạ. Vâng. Thế còn cái nội hàm để chúng ta bình xét hàng năm các gia đình hội viên để đạt được cái năm không ba sạch thì nó cũng chả là nội hàm các bà các mẹ các chị vẫn hiểu, nó cũng như các nhiệm kỳ trước thôi ạ. Đấy ạ. Vâng. Và cũng là thưa các bà các mẹ các chị, để cuộc vận động xây dựng gia đình năm không ba sạch được Trung ương Hội triển khai từ nhiệm kỳ 2012 đến 2017 và đến 2017-2022 là đã hai nhiệm kỳ là thực hiện cuộc vận động tên gọi đó, thì sang nhiệm kỳ này thì tên gọi cuộc vận động có thêm đó là cái góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam. Đấy là các bà các mẹ các chị cũng nắm được cái tên của cuộc vận động đó, và để tiếp tục nhiệm kỳ này chúng ta tiếp tục thực hiện cho tốt cuộc vận động này. Và về thực hiện cái phong trào thi đua thì có cái tên gọi khác, đó là cái phong trào xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, nghĩa là có trí thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước, và gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thì tóm lại là sang cái nhiệm kỳ này chúng ta thực hiện, tập trung thực hiện tốt một cuộc vận động, đó là xây dựng gia đình năm không ba sạch, góp phần xây dựng và vun đắp giá trị gia đình Việt Nam. Và một cái phong trào thi đua, đó là xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, có trí thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước. Đấy là các bà các mẹ nắm giúp là cái tên của cuộc vận động và tên của một phong trào trong nhiệm kỳ này để chúng ta thực hiện đi ạ. Và hai cái đột phá của hai cái khâu đột phá của nhiệm kỳ đại hội này, đó là đổi mới cái phương thức hoạt động, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động. Thì báo cáo các bà các mẹ các chị, cái đột phá là ứng dụng công nghệ thông tin, thì báo cáo các bà các mẹ các chị là cái thời đại 4.0 này thì bây giờ quản lý tất cả các thứ đều được bằng phần mềm, và chúng tôi làm các văn bản rất là toàn trên hệ thống phần mềm và chuyển qua mail, Zalo thứ để làm việc. Và đặc biệt là có cái thiết thực nhất là cái phần mềm để quản lý hội viên của chúng ta đấy ạ. Vâng, thì là chúng tôi cũng phải cập nhật lấy thông tin, đó là họ tên, năm sinh, rồi năm vào hội, rồi nghề nghiệp đấy, để và căn cước công dân, đặc biệt là cái căn cước công dân, để chúng tôi nhập vào phần mềm khi mà Trung ương Hội quản lý cái danh sách này, để khi mà có các thủ tục quyền lợi gì liên quan đến hội viên, ví dụ được bình xét khen thưởng hay là có một cái gì đó, thì là khi mà trên Trung ương Hội mà mở cái phần mềm quản lý hội viên trong máy mà không có tên hội viên của mình, thì lúc đó là chúng ta lại không được hưởng cái quyền lợi, và sẽ đó là không có cái được công nhận là hội viên phụ nữ của mình. Thì cũng rất là mong, kính mong tại vì hôm nay một lần nữa trân trọng kính mong các bà các mẹ các chị, khi mà cán bộ của chi hội có đến xin thông tin của các bà các mẹ các chị, thì các bà các mẹ các chị cũng vui lòng cung cấp thông tin cho cán bộ của chi hội, để các bộ chi hội lấy đầy đủ thông tin để đưa về thường trực hội chúng tôi để cầm mặt phần mềm rất là đầy đủ. Đấy là báo cáo của bà các mẹ các chị đấy ạ. Bởi vì tôi cũng nắm được cái tinh thần là nhiều khi bây giờ cái công nghệ nó cũng rất là, nó cũng có tính chất hai mặt. Một là cung cấp thông tin thì các này có thể là lộ thông tin về cái căn cước công dân của đó, thì là các bà các mẹ các chị cũng lo là khi là lộ thông tin nó sẽ có một cái vấn đề không tốt. Nhưng không báo cáo với các bà các mẹ các chị thì cái từ Trung ương Hội xuống cơ sở thì đều đảm bảo được cái độ bảo mật, chứ không có vấn đề gì về lộ thông tin. Đấy là các bà các mẹ các chị cũng yên tâm về vấn đề đấy ạ. Đấy thì khi mà cán bộ hội, chi hội có đến lấy thông tin thì cũng mong các bà các mẹ các chị vui lòng để cung cấp những cái gì mà cán bộ chi hội cần xin của các bà các mẹ các chị ạ. Và cũng báo cáo cái khâu đột phá thứ hai, đó là tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Và một cái nội dung nữa theo nghị quyết của hội các cấp là cái nhiệm kỳ này báo cáo các mẹ các chị là cái hội phí sẽ tăng lên một gấp đôi ạ. Trước là cái nhiệm kỳ trước là chúng ta là 1.000 đồng trên một hội viên trên một tháng, một năm sẽ là 12.000 đồng, nhưng sang nhiệm kỳ này sẽ là 2.000 đồng trên một hội viên và một năm sẽ là 24.000. Thì cũng là tại hội nghị này cũng thông tin để các bà các mẹ các chị nắm được, để chúng ta
cùng nhau khi mà cán bộ chi hội thu cái tiền hội phí tăng một gấp đôi thì các bạn chị cũng vui lòng, và đây là cũng theo cái điều lệ của trung ương hội của nhiệm kỳ mới thôi ạ. Vâng. Và cũng báo cáo với các toàn thể hội nghị thì vừa rồi qua nghe cái bản báo cáo mà đồng chí chi hội trưởng đã báo cáo lại kết quả hoạt động của chi hội ta trong một năm 2022 thì tôi thấy là chi hội qua theo dõi thì tôi thấy chi hội chúng ta cũng làm được rất nhiều đấy, nhưng mà cái kết quả chi hội đưa vào báo cáo thì cũng vẫn còn hạn chế, cũng có cái việc làm được cơ mà đồng chí chi hội trưởng cũng chưa đưa vào, và con số nó cũng chưa được cụ thể lắm đấy, thì cũng mong là đồng chí ca bổ sung thêm những cái số liệu vào để cho cái báo cáo bản báo cáo đầy đủ hơn đấy, là chúng tôi cũng tổng hợp các số liệu của tất cả các chi hội để báo cáo về hội phụ nữ thành phố để chúng tôi chuẩn bị một cái báo cáo của tổng kết năm của hội phụ nữ xã. Vâng. Và chúng tôi xin cũng đề nghị các bà các mẹ các chị chúng ta nổ một tràng pháo tay xin được biểu dương các kết quả của chi hội đã đạt được. Và báo cáo với các vị đại biểu và các bà các mẹ các chị để thực hiện tốt có hiệu quả nhiệm vụ công tác hội trong thời gian tới, và đặc biệt là cái 2023 thì chi hội chúng ta cần tập trung một số nội dung sau. Thứ nhất là chi hội tích cực tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ thực hiện tốt phong trào xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với bản thân và gia đình, đất nước, gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Và cái nội dung thứ hai chúng ta cần thực hiện là chi hội chúng ta tiếp tục duy trì và thực hiện có hiệu quả hơn nữa cái mô hình 503 sạch và 10 hội liền kề. Thì báo cáo với toàn thể hội nghị thì cái cuối năm 2019 thì hội phụ nữ thành phố cũng đã lựa chọn chi hội phụ nữ từ thiện, chi hội phụ nữ thôn Đông Triệu này để làm cái mô hình, ra mắt cái mô hình 503 sạch gắn với 10 hội liền kề. Thì trong cái quá trình cái mô hình thực hiện thì tôi theo dõi từ năm 19, 20, 21, 22 đến thời điểm này cũng là 3 năm, dài 3 năm thì cái hoạt động của mô hình cũng có hiệu quả. Nhưng để đạt hiệu quả hơn nữa thì chúng ta tiếp tục cùng chung tay để thực hiện tốt cái phong trào 503 sạch thì cũng là thực hiện tốt cái mô hình này đấy ạ. Các bạn có biết các chị ạ? Và cái nội dung thứ ba chúng ta cần thực hiện đó là cán bộ chi hội theo dõi hội viên biến động để kịp thời báo cáo về thường trực hội. Cái nhiệm vụ thứ tư là tiếp tục tuyên truyền tất cả các thế hệ, các độ tuổi, lứa tuổi cán bộ chi hội chúng ta là tích cực tham gia các phong trào dân vũ vẻ đẹp. Như vừa rồi các chị em chúng ta đã biểu diễn những bài dân vũ khiêu vũ đấy ạ. Thì báo cáo với các bà các mẹ các chị thì sang nhiệm kỳ này thì là trung ương hội cũng có cái kế hoạch là chỉ đạo tất cả các cấp hội và đặc biệt là các cơ sở hội, các chi hội là vận động tất cả các lứa tuổi của các chị em hội viên phụ nữ là tham gia cái phong trào dân vũ vẻ đẹp. Vì báo cáo các bà các mẹ các chị đây là cái dân vũ vẻ đẹp thì là nó rèn luyện chúng ta sức khỏe, nó cả chân cả tay nó rất là khỏe mà nó dẻo dai, tất cả các lứa tuổi các bà các mẹ các chị đều có thể là tham gia cái phong trào này được đấy ạ. Vâng, vì là tùy theo từng lứa tuổi các bà các mẹ lựa chọn những cái động tác và những bài hát nó nhẹ nhàng, nó phù hợp với lứa tuổi để làm sao là đảm bảo cái kế hoạch về thực hiện cái phong trào dân vũ vẻ đẹp trong cái nhiệm kỳ này. Và được về dự với hội nghị hôm nay thì tôi thay mặt ban thường vụ hội xã có đơn lời phát biểu, và tôi cũng mong rằng thời gian tới chi hội chúng ta tiếp tục đoàn kết để chúng ta cùng nhau hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Và cũng xin trân trọng cảm ơn các đồng chí trong ban chi ủy chi bộ và các đồng chí trưởng các ban ngành đoàn thể cũng đã tiếp tục thời gian tới quan tâm và ủng hộ cho công tác của chi hội cũng như là công tác hội phụ nữ của xã để ngày thêm vững mạnh. Và xin cảm ơn tất cả các thế hệ cán bộ hội viên phụ nữ của thôn Đông Triều đã luôn tích cực hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, và kính mong các bà, các mẹ, các chị em tiếp tục có những đóng góp tâm huyết cho công tác hội phong trào phụ nữ để các cấp tầng lớp phụ nữ xã Liên Phương luôn xứng đáng với lời khen tặng của Bác Hồ: non sông mới mốc Việt Nam do phụ nữ ta
trẻ cũng như già ra sức dệt theo mà thêm tốt đẹp, rực rỡ. Xin trân trọng cảm ơn ạ. Xin thay mặt cho cán bộ viên trong chi hội phụ nữ thôn Lâm Triều xin tiếp thu tất cả những ý kiến và sự chỉ đạo của đồng chí chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ xã Liên Phương, và tôi xin thay mặt cho các bà các chị trong chi hội cũng xin hứa là sẽ hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ mà các cấp lãnh đạo xã và thôn đã giao cho. Thay mặt cho chi hội tôi xin kính chúc đồng chí và gia đình nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin kính mong các bà các chị hãy ủng hộ chúng tôi để cho phong trào một ngày một đi lên. Vâng, xin chân thành cảm ơn. Và xin cảm ơn các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các bà các chị đã đến dự ngày buổi kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ hôm nay. Và tôi cũng xin chân thành cảm ơn và chúc tất cả các bà các chị ngày 20 tháng 10 lúc nào cũng vui khỏe trẻ đẹp và gia đình tràn đầy hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn và buổi hôm nay đây là kết thúc.